Điện thoại bị rè nha các bạn. Điện thoại loa rè không nghe thấy gì. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn là cách khắc phục cho. Loa nó bị rè, cách khắc phục loa bị rè. Cái loa bị rè các bạn. Mặt sắt đóng đầy, mặt sắt này mình lấy một cục lâm châm, lâm châm này, lâm châm hút 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 hút. Xăng cũng tăng mà. Sim Mobi. À sim Việt Nam hay sim Mobi? Đấy. Covid, nếu nhà các bạn không có Covid, bạn mở cái này ra, không có Covid, các bạn mở cái vải này ra này, các bạn lấy cái cục lâm châm á, này các bạn hút ngoài này, cũng được nha, cũng ok nha, đập để cho nó hút hết lâm châm này, mà sắt này, bẩn này, đấy. Nó đè vào cái loa, nó kéo cái màng loa vô không hát được. Thôi chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Các bạn nhớ like và ấn đăng ký để khi nào mình có video mới thì các bạn xem nha.